các cửa hàng ấy thì khách hàng hay người ta hay hỏi là cái thời gian sử dụng có lâu không và cái độ bền pin có cao không. Thì với cái độ bền pin nó cao không ấy thì anh chị cũng sẽ biết đúng không? Còn đây là cái độ về để thời gian làm việc có thể tăng tốc, tăng được thêm cái thời gian là gấp 2 đến 3 lần. Đấy chính là bộ dự trữ pin. Đấy để cho khách hàng có thể tăng thêm cái thời lượng làm việc lên. Đấy thì là cũng mong là anh chị cũng giới thiệu cho khách hàng. Cũng là cái sản dụng phòng của điện thoại ạ. Vâng. Tiếp theo em xin mời anh chị mình có thể di chuyển thêm bên này không ạ?